cây ngã hay sao đây anh chị? Phía trước anh chị thấy không? Hay là người ta đang đốn cây? Rồi cây ngã đây nè anh chị, thấy ghê chưa? Hôm nay như vậy là dự báo chính xác, mưa dông, dông gió quá trời anh chị. Khu phố Mỹ Hưng này trong cơn mưa chắc nó buồn dữ lắm. Nhưng mà không biết có cái quán karaoke ở quận nhất, em cũng không tiện nêu tên, họ cho hát karaoke chui anh chị. Bây giờ có hát karaoke chui nữa, mà hát còn chứa một vài người Trung Quốc, mấy người Trung Quốc mà trốn cách ly nữa. Đó, thì ở đây cũng có những cái khu căn hộ. Rồi chà, cái vùng nước to quá ha. Cái này mà đi trong cái lúc cái đống nó nghẹt rác rồi. Ở phía này nếu đi thẳng con đường này, chúng ta chạy ra phía trước cái trung tâm thương mại SC Vivo City này, xong chúng ta chạy ra đường Lê Văn Lương anh chị nhé. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em đang đứng ở cái vị trí hết sức là quen thuộc gần nhà em, con đường Nguyễn Văn Linh, quận 7 đây anh chị. Em vừa dắt xe ra khỏi nhà cái là anh chị thấy cái bầu trời xám xịt, cơn mưa chiều nay không biết như thế nào. Theo cái dự báo thì hôm nay sẽ là một ngày có mưa dông, lớn hay không thì em cũng không biết. Đó, nhưng mà mới dắt xe ra khỏi nhà đụng cái cơn mưa thì em cũng xin phép đưa anh chị đi tắm mưa. Rồi có một cô đang bán vé số ngồi ngay chỗ cái vị trí gốc cây đó anh chị. Không biết mưa như thế này thì cô bán như thế nào, chắc là cũng trốn thôi chứ, chuẩn bị mưa khá là lớn. Mấy anh chạy xe ba gác trùm một số cái hàng hóa đó anh chị không. Và hôm nay là ngày mùng 6 tháng 5, mưa rồi. May quá, em đứng lại em mặc cái áo mưa. Mùng 6 tháng 5 đó anh chị. Bây giờ là 2 giờ chiều mùng 6 tháng 5. Rồi, em mời anh chị đi ngắm mưa về khu Phú Mỹ Hưng. Khu vực Nguyễn Văn Linh hướng này là đi về Phú Mỹ Hưng đó anh chị. Còn phía sau lưng thì chúng ta sẽ đi về miền Tây, cao tốc Trung Lương. Và cơn mưa này cũng khá là bất chợt, lại vì sáng tới bây giờ trời khá là nắng luôn. Anh chị thấy nè, người ta đứng lại người ta mua áo mưa bận. Em đang chạy khu này là về khu công nghiệp Tân Thuận này, đường Huỳnh Tấn Phát luôn đó anh chị. Trời ơi, đây là khu nhà giàu phố Hàn Quốc đó, phố Hàn Quốc. Trong cơn mưa này thì cũng tơi tả. Trời ơi, mưa lớn lắm anh chị à, mịt mù luôn. Được cơn mưa khá là mát. Và hôm nay thì không biết là những cái khu vực khác như thế nào. Tí xíu nữa sau cái clip này thì em đi qua Gò Vấp. Hôm nay em qua Gò Vấp có một xíu công việc. Trời ơi, gió quá trời luôn anh chị. Ui, anh chị có thấy cơn mưa khiếp khủng chưa? Ui, nó thổi ướt quần luôn. Đó, hôm nay như vậy là dự báo chính xác, mưa dông, dông gió quá trời anh chị. Khu Phú Mỹ Hưng này trong cơn mưa chắc nó buồn dữ lắm. Hên mà ở đây không có nhiều cây to, chứ nhiều cây to là cũng sợ lắm. Nhưng mà khu quận 7 này á, là cũng thường hay gậy nhành cây rớt đè xe lắm anh chị nha, đặc biệt là những cái khu dân cư bên trong á. Ở con đường Nguyễn Văn Linh này thì nó đỡ hơn, ít hơn. Đó, đây bà con mình đang vội vã, người thì tìm chỗ trú mưa, người thì tranh thủ chạy về nhà, về công ty. Chúc cô bác anh chị có một ngày vui khỏe và bình an ha. Ở đây là cái em quẹo vào cái khu phố, sấm sét khu phố Phú Mỹ Hưng nè, khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng nè. Trời ơi, mưa xối xả luôn anh chị. Trong cơn mưa này thì nó buồn. Ui trời ơi, sấm sét quá trời, thú hồn luôn anh chị.
mưa mù không thấy đường luôn á. Đó, anh chị thấy chưa, mưa Sài Gòn đạo à, mát mẻ như thế này thì khỏi than nắng nóng nữa. Rồi em quẹo trái nha, một số con đường ở đây để anh chị ngắm mưa với em thôi. Hà Huy Tập, con đường Hà Huy Tập gần giống tên với Hà Huy Giáp. Hà Huy Giáp là bên ngã tư ga. Ui, cây ngã hay sao đây anh chị? Phía trước anh chị thấy không? Hay là người ta đang đốn cây? Rồi cây ngã đây nè anh chị, thấy ghê chưa? Cây gậy, nó gậy nhánh xuống. Thôi em lướt qua chỗ này nha. Đây anh chị, cây gậy nhánh nè. Không biết mấy ảnh có cho qua được không? Trời ơi, chưa mưa mà gãy nhánh rồi. Trời ơi, tét nhánh xuống luôn à, ghê quá. Không biết là có chiếc xe nào nó đậu ở đây không. Đó, ở khu Phú Mỹ Hưng này nhiều nhánh cây cũng ngã lắm anh chị. Ghê quá. Ui, mưa rất là lớn luôn á. Chạy vòng vòng ở đây, tại vì mới được trước em thấy là mưa thì khu này có nhiều cây gậy, 2-3 nhánh cây gậy luôn. Trời ơi, cũng ghê quá anh chị ha. Cái con đường này thì nó khá là rộng à, mình chạy bên ngoài một tí. Nó gậy chủ yếu là nó đè những cái xe mà đậu ở bên lề á. Còn mà chạy xe ở ngoài đường thì cũng đỡ à. Mưa rất là lớn luôn anh chị. Không biết có lâu hay không thì em cũng không biết. Nhưng mà mưa lớn lắm. Chết rồi, em quên tháo cái kiếng ra. Tháo cái kiếng ra xong rồi nước nó mù mịt. Em quẹo trái nhưng mà xe phía sau nó lao lên nên là phải từ từ. Trời mưa nó mù quá mà không để ý là mấy ổng ủi mình. Đó, anh chị thấy không, mưa bây giờ à, mặt trời sáng lên thì chắc em nghĩ là cũng nhanh hết à, nhưng mà mưa như vậy là cũng rất lớn rồi đó. Bên quận 7, đây là khu vực quận 7 anh chị ha à, những cái khu biệt thự ở đây thì khi mưa nó buồn lắm. Mù mịt luôn. Rồi em quẹo trái ha, quẹo trái ở đây con đường Nguyễn Bình. Ồ, đám mây này mà ngớt ngớt đi rồi, đỡ rồi đó. Wow, một trời nước. Đó, anh em đi một tí mà anh chị thấy là có cái nhánh cây nó gậy, thấy ghê không? Nhánh cây đó là chắc gậy lúc nãy rồi, tại vì trước khi em quay cái clip này thì cũng có một cơn mưa. Cho nên là mấy anh công nhân anh mới tới kịp thời đó, chứ nếu mà cơn mưa này mới gậy thì khó để tới lắm. Đó, mấy ảnh đang còn làm ở đằng trước kìa. Mưa thì lớn nhưng mà lướt có vẻ nhanh. Đây em, trời ơi nước nổi hết rồi nè. Em quẹo ra phía ngoài đường Nguyễn Văn Linh. Sáng lên rồi đó anh chị. Ở đây nhiều cây quá. Cây mà nó thuộc dạng những cái cây nhánh nó tán rộng không à. Thấy cũng sợ. Rồi mưa qua rồi. Chiều hôm nay hứa hẹn Sài Gòn mình là sẽ mưa rất là lớn, mưa nhiều nơi luôn á anh chị. À, bên kia thì em xin phép được băng qua đường ha, khu quận 7 ở bên kia. Xe rẽ trái này, đó là xe rẽ trái. Wow. Giờ em đi hướng ngược trở về ngã tư Nguyễn Hữu Thọ với Nguyễn Văn Linh à, cái hướng bên đó thì chúng ta lang thang trong cái khu ăn uống của Phú Mỹ Hưng một chút xíu.
Rồi em gọi trái anh chị ha. Đúng 2 giờ chiều chiều như vậy làm cơn mưa quá trời lớn, bà con mình cũng vất vả luôn. Cái giai đoạn này đang chợ hàng đồ gì đi giao, đi công việc, đối tác khách hàng. Wow. Ngớt mưa rồi đó anh chị. Phía xa là đang còn mưa là do đám mây nó chạy từ dưới này nó đi lên. Đó, còn ở đây là khu Sky Garden. Ồ, nước nổi quá trời nè. Không? Sky Garden đây anh chị. Mưa chút xíu mà nước cũng lênh láng khoảng chừng có 10 phút thôi. À, khu này là gọi là khu Sky Garden. À, với những cái quán ăn kiểu Nhật, kiểu Tây. À, nước ở đây cảm giác là không thoát được anh chị. Em có cảm giác như là nước ở đây không thoát được. Nó cứ động tùm lum như vậy. Như là những cái lỗ cống nó bị nghẹt thì phải. Đây là khu Sky Garden với những cái dãy nhà phố, những cái quán ăn kiểu Hàn Quốc, kiểu Nhật, kiểu Tây. À, cũng không thiếu những cái nhà người ta phải rao bán và rao cho thuê. À, giá thì hấp dẫn đó, nhưng mà khó kiếm khách. À, khu vực khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng trong cơn mưa và sau cơn mưa sẽ còn một vài cơn mưa từ bây giờ cho tới chiều anh chị. À, những cái đám mây xa xa anh chị cũng thấy đó. Những quán cà phê rất là lớn. Em mới lọt một cái ổ gà thôi anh chị, không có gì. Do em ở khu vực huyện Nhà Bè, thành ra là cái khu Phú Mỹ Hưng này á, là cái đoạn đầu tiên em ra khỏi nhà là em chạy tới nơi rồi đó. Nhiều khi đụng những cái cơn mưa bất chợt như vậy, rồi trong cái thời tiết mùa nắng nóng oi bức này cũng muốn đưa anh chị đi ngắm mưa. Sau cái cơn mưa nhìn đây, người ta đang đi cắt cây đó anh chị. Sau cái cơn mưa nhìn những cái cảnh vật của Sài Gòn mình nó tươi mát hơn, cũng như là cái cảnh mà bà con lối xóm Sài Gòn bắt đầu tỏa ra đi tiếp tục sau khi trú mưa. Đó, còn những cái đám mây như vậy thì sẽ còn những cái cơn mưa nữa. Mát lắm anh chị. Ở đây xe ô tô đậu rất là nhiều anh chị thấy không? Những cái khu này thì nói chung là em rất là thích. Cũng lâu lâu cũng nghĩ là không biết là mình có cơ hội vào đây hay không. Rất là nhiều quán ăn, quán nước các kiểu. Bây giờ thì bớt mưa rồi. Trời ơi, mưa cái cây hoa nó rụng. Thấy cái cuộc sống của bà con mình ở đây thú vị quá anh chị ha. À, Sài Gòn nó muôn màu, muôn vẻ, muôn sắc. Nó có những cái khu mà chúng ta tưởng như là rất là nghèo. À, không, mà nghèo thiệt. Nghèo lắm. À, rồi sẽ có những cái khu cảm giác là không bao giờ với tới được. Giàu lắm. Rồi có những khu thì bình thường. Đây nè, nước động. Mưa có chút xíu nhưng mà nó không thoát được á anh chị. Em thấy nó không thoát được. Em quẹo qua bên trái nha. Ở đây có một cái con đường. Khu này thì thật sự là lần này là lần thứ hai em đi. Hôm trước có đi một lần rồi anh chị. Cũng chia sẻ cho anh chị cái hình ảnh của khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng bên này. Thường em hay đi bên kia kìa. Bên
cầu Ánh Sao, bên cái khu vực cầu Ánh Sao á. Còn cái khu này thì em khá là ít đi, hôm nay thì là lần thứ hai đi vào đó. Ở đây thì con đường nhỏ, nó nội bộ một tí ha. Rồi thấy cuộc sống ở đây cũng rất là đa dạng, phong phú, nhiều màu sắc, nhiều hàng quán. Có những hàng quán mà em chưa có biết bao giờ luôn á. Nhưng mà nói chung thì em cũng không có nhu cầu ăn uống hàng quán này nhiều lắm. Khu này là khu Sky Garden anh chị ha. Những cái cây như vậy là người ta cắt hết nhiều rồi đó anh chị, cắt hết nhiều rồi đó. Chứ anh chị thấy lá non nó đang ra rồi. Chứ còn mà lúc mà chưa cắt những cái cây này rất là dễ bị gãy nha. Nó thuộc dạng là cây không cao, tán thì lò lò ra phía ngoài đường đó, thành ra là rất dễ bị gãy luôn. Đang bắt đầu mưa tiếp, mưa bay bay. Hôm qua thì em cũng đón được một cơn mưa từ khu vực chợ Sắm Củi đi qua chợ lớn anh chị. Nhưng mà mưa cũng nhanh thôi, mấy hôm nay thì mưa nhanh, không có mưa lâu, lớn nhưng mà nhanh. Khu trong này là một cái khu mới, hôm bữa em có đi nhưng mà những chỗ này vẫn chưa đi. Không biết người ta để những cái ghế đây để làm gì anh chị ha, để ngoài đường luôn đó, không biết để làm gì. Em đi hết cái con đường này rồi đi dọc theo những cái con đường ngang nha. Đi hết con đường này xong rồi đi những cái con đường ngang. Khu này là Sky Garden. Ngày xưa mà lúc em đi mua nhà đó anh chị, đi mua chung cư đó, cũng có coi ở đây một lần, tức là lên mạng coi thì ra nó nằm ở đây. Chứ thật ra em chưa có ghé về, tại vì lúc đó vừa mới coi xong thì thấy giá nó mắc quá. Hồi đó là mua chung cư thôi anh chị, đi coi chung cư thôi. Mà thấy giá nó mắc quá nên là thôi, không có về đây để xem nhà. Bây giờ mới biết khu này chính là khu Sky Garden. Rồi bây giờ bên trái là hết đường đi này, chúng ta quẹo vào khu chung cư này. Đường này Phạm Văn Nghị. Bây giờ em sẽ quẹo phải ha. Quẹo phải và những cái con đường này, khu này khu mới, em mới đi luôn đó. Cuộc sống sau cái cơn mưa của bà con mình, ở đường xá chỉ có xe ô tô thôi, trống trơn. Trong này thấy ít xe máy chạy ghê anh chị, ít xe máy lắm. Mấy hôm đọc báo thì có những cái vụ gãy cây ở đây rất là nhiều luôn á. Trời mưa là gãy à. Thành ra là hôm nay mưa đi mới thấy nó gãy thiệt anh chị. Em đi hết đường rồi, em theo cái đường Bàn Cờ đi. Đường này là đường Bùi Bằng Đoàn. Bên trái là cũng hết đường rồi, bên trái vào khu chung cư. Và những cái con đường ở đây là những cái khu mới, đường mới không à. Anh chị cũng không có kỷ niệm nào ở đây đâu, chỉ có những cô bác anh chị mà có từng về đây để sinh sống. Ở nhà dân ở đây người ta tự lấy những cái đồ vật người ta chắn ở trước cửa nhà mình phía ngoài để tránh xe ô tô đậu thì phải. Đây anh chị thấy là nước ngập này, nó không có thoát được á, mưa có bấy nhiêu, ngập quá trời ngập luôn, chẳng thoát được. Hình như là người ta chắn để không cho xe đậu trước nhà đó anh chị. Chứ còn mà ở đây mà đậu trước nhà là người ta ra người ta bắt mình đi á. Rồi bây giờ em tiếp tục quẹo những cái con đường Bàn Cờ ha. Chuẩn bị có một cơn mưa bên Phú Mỹ Hưng nữa kìa. Khu này là Phú Mỹ Hưng rồi. Bên kia, bên mé cầu Ánh Sao, đường này là đường nội khu Hưng Gia 1, Sky Garden và Hưng Gia. Rồi lá cây, lá đồ nó rụng, hoa nó rụng, sơ sát ha. Khu này là khu Hưng Gia anh chị, đâu có ai chạy xe máy giờ này đâu, có một mình em mà. Thấy vắng vẻ anh chị, thấy vắng vẻ không?
Hưng Gia 1. Nhà cửa ở đây toàn là văn phòng công ty là một nè. Những cái nhà hàng Tây, Á, Âu đó là hai nè. Rồi những cái khu chung cư căn hộ cho thuê cũng có nữa. Rồi ở cũng có nữa. Rồi em băng qua con đường lớn này luôn là con đường Bùi Bằng Đoàn thì phải. Nhà cho thuê cũng quá trời luôn, không tiện lấy camera quay cho anh chị xem chứ nhiều lắm. Đây, những cái nhành cây người ta cưa xuống cũng có, gậy cũng có, đóng đóng trước nhà. Những cái cây này rất là dễ gãy nha anh chị, trời mưa là gãy đó. À, có những cây xanh nhiều như vậy cũng rất là thích, nhưng mà lắm lúc cũng lo anh chị ha, không biết nó gãy khi nào, nhưng mà cũng chịu chứ sao giờ, không lẽ không có cây thì không được. Mấy cái cây này cũng mới trồng sau này thôi mà thấy muốn bật gốc hết rồi. Cái hành lang của họ làm nó hơi thô sơ. Những cái hành lang đây anh chị thấy không, lát đá này, lát ấy nè, bong tróc rất là nhiều. Cho nên lắm lúc cũng mấy gốc cây nó cũng dễ bật. Bên kia đang mưa. Bên khu cầu Ánh Sao, gọi là Hồ Bán Nguyệt đó anh chị. Rồi em tiếp tục đi những cái con đường bàn cờ ở đây. Anh chị thấy nhà cửa ở đây nó khang trang đó ha. Ở đây cũng có một số khách sạn cho thuê cách ly tập trung. Hôm qua hôm kia thì hôm qua có một cái quán karaoke anh chị mà hiện tại Sài Gòn mình đang cấm hoạt động, đang tạm đóng các hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar. Nhưng mà không biết có cái quán karaoke ở quận Nhất, em cũng không tiện nêu tên. Họ cho hát karaoke chui anh chị, bây giờ có hát karaoke chui nữa. Mà hát còn chứa một vài người Trung Quốc, mấy người Trung Quốc mà trốn cách ly nữa. Cũng bết bát quá anh chị. Nhiều khi mới vừa mở được có mấy hôm lại phải đóng cửa, chắc nhiều khi họ cũng túng quẫn quá. Nhưng mà làm như vậy rất là nguy hiểm, lây lan dịch bệnh tùm lum một cái thì cái hậu quả nó rất là khó lường. Tại ở Việt Nam mình nói cho đúng là cái cơ sở vật chất về y tế, cách ly, thuốc men, các cái dụng cụ y khoa nó thiếu nhiều lắm anh chị. Cho nên là chúng ta phải ngăn chặn từ đầu cơ, chứ để nếu mà nó bùng phát rồi thì rất là khó. Rất là khó để mà kiểm soát, nó sẽ mất kiểm soát ngay. Cho nên là thôi, cố gắng trong cái đợt dịch bệnh này thì cũng chung tay một tí vậy. Cái hướng này thẳng là chúng ta đi ra Nguyễn Văn Linh hết anh chị nha. Đối với những cái khu này thì cũng dễ lắm, cũng dễ để hình dung đó. Nhà cửa ở đây cho thuê nhiều lắm anh chị, không ít đâu. Nước nó đọng tùm lum đây, sao ngộ anh chị ha. Đúng ra những cái vũng nước này nó phải thoát rồi chứ, nó có cái cống thoát nước mà. Có thể là chỗ đó nó không có cống mà nó bị lõm sâu xuống do cái đất nó bị sụt đây anh chị. Đất ở đây nó sụt. Ngày xưa nó là sình lầy mà, sình lầy, đầm lầy các kiểu, bây giờ nó sụt xuống. Thành ra những cái chỗ có lỗ cống thì nó cao, còn cái chỗ không có lỗ cống thì nó lại sụt. Rồi em đi thẳng qua bên kia luôn ha. Hưng Gia 3.
Ở đây thì không có đèn xanh đèn đỏ anh chị, những cái khu gọi là những cái nội khu, chạy thì cứ phải từ từ, nhìn trước nhìn sau thôi. Nếu mà không có đèn xanh đèn đỏ thì em nghĩ nên đặt cái bảng stop anh chị, bảng stop ở ngay mấy cái ngã tư này á, để người ta đi qua đi lại thấy cái bảng stop là người ta đứng lại, người ta quan sát một tí, hoặc là người ta sẽ chú ý hơn. Chứ những cái đoạn này á, nhiều khi băng ngang qua những cái con đường lớn á, khá là nguy hiểm. Anh công nhân ở đây thì người ta sẽ có một cái đội ngũ đi chăm sóc cây cối đường xá. Những chủ nhà ở đây người ta sẽ trả phí hàng tháng anh chị, kiểu như vậy. Ở đây chúng ta có thể đâm thẳng qua bên kia được kìa, anh chị thấy không? Đó, bên này nè, bên này là Sky Garden. Còn ở sau lưng em á, thì nó là Hưng Gia. Ở chỗ này thì chạy qua một cái cầu, không phải cái cầu, cái dốc rồi xuống con đường ở bên kia là con đường gì nhỉ? Này, nước quá trời nước nè, nó đâu có thoát được đâu anh chị. Khu này mà mưa tầm 15, mưa tầm 30 phút, mưa lớn như lúc nãy là bảo đảm ngập lênh láng luôn. Ồ, đây có một khu khá đẹp. Bên phía chợ lớn đang mưa. Ồ, con đường này khá đẹp ha. Con đường này hình như là đi ra huyện Văn Linh luôn đó anh chị. Ra huyện Văn Linh. Thôi nếu mà ra huyện Văn Linh luôn thì em ra huyện Văn Linh luôn ha. Con đường này là nó bao quanh cái khu chung cư Sky Garden. Một mặt tiền nó nằm ở huyện Văn Linh. Còn bên mé tay phải của em ở đây thì cũng không hình dung được là cái khu gì. Dường như là khu Vivo City anh chị. Đúng rồi, khu Vivo City nè. Một cái trung tâm thương mại, một trong ba cái trung tâm thương mại lớn nhất ở khu vực quận 7, gồm có Lotte ngay chỗ đường Nguyễn Hữu Thọ với Nguyễn Thị Thập đó anh chị. Rồi cái Crescent Mall nằm ngay Hồ Bán Nguyệt, cầu Ánh Sao đó. Còn một cái bên này, bên phải em đang chạy đây, thì nó là khu SC Vivo City. Đó, nó là ba cái khu trung tâm thương mại lớn nhất ở quận 7. Mà nó cũng có ba cái thôi, không có cái thứ tư. Nó cũng có một vài cái siêu thị nữa nhưng mà nhỏ. Thì đây, khu Vivo City. Sau cơn mưa cũng đã đời ha. Cỏ mọc nhiều quá ha. Tự nhiên các em cứ nhớ tới ngày xưa đi cắt cỏ cho bò anh chị. Về lúc vào Sài Gòn sống á, mỗi khi đi ngang cái chỗ cái đám đất hoang nào mà thấy cỏ nó mọc tốt quá là bắt đầu em lại nghĩ tới cái việc cắt cỏ cho bò lúc xưa. Đây, khu Vivo City anh chị ha. Em thay vì chạy lên phía trước là chúng ta lên Nguyễn Hữu Thọ với Nguyễn Văn Linh, em sẽ chạy dọc theo SC Vivo City đây cho anh chị xem nè. Ở cái khu trung tâm thương mại khá là lớn ở ngay cái vị trí này, em thường hay đi cái này. Cái này nó có một cái khu playtime cho các bé chơi những cái trò chơi vận động với anh chị, rất là vui. Em hay đi đưa thằng bé đi ở đây. Đó, thì ở đây cũng có những cái khu căn hộ. Rồi chà, cái vùng nước to quá ha. Cái này mà đi trong cái lúc, cái cống nó nghẹt rác rồi. Ở phía này nếu đi thẳng con đường này, chúng ta chạy ra phía trước cái trung tâm thương mại SC Vivo City này, xong chúng ta chạy ra đường Lê Văn Lương anh chị nhé. Đường Lê Văn Lương, khu vực quận 7. Đó, còn nó có một cái đoạn, một con đường dài là đường Lê Văn Lương thuộc khu vực huyện Nhà Bè. Nó có hai cái đoạn như vậy trên một con đường Lê Văn Lương. Đây, chúng ta đang đi ra phía trước Vivo City. Ở đây anh chị thấy cũng có rất là nhiều cái khu nhà biệt thự. Biệt thự nhưng mà cũng không phải là to lắm đâu. Đó, khu biệt thự này. Khu này là nằm ngay đường sát bên huyện Văn Lương. Khu này có bảo vệ, chúng ta vào cũng khó khăn lắm đó. Lê Văn Lương chứ anh chị, em xin lỗi nha. Nói hồi nói lộn.
bên phía chợ lớn là quận 8 đồ là đang mưa đó. Thì bên trái của em ở đây là Vivo City nè anh chị, chỗ mà em hay đi vào gửi xe mỗi khi mà tới đây để đi siêu thị. Đây có một quán nhà hàng Vườn Chim. Còn khu vực này thì là một cái khu vực mà sinh viên của trường Tôn Đức Thắng, sinh viên Tôn Đức Thắng thường hay đi vào đây để ăn uống, nghỉ ngơi giờ tan học. Có rất là nhiều quán cóc, anh chị thấy không? Toàn quán cóc không ha? Toàn là quán cóc không. Rồi, cái khu này mà trời mưa nó ngập ghê lắm anh chị. Ngày xưa em đi mấy lần rồi. Chà, hạt xì cái đạ luôn á. Trời, khu này trời mưa nước nó ngập ghê lắm. Anh chị thấy bên kia mưa chút xíu mà nước lên láng chưa? Đó, ở đây phía trước anh chị là có chúng ta có con đường Lê Văn Lương. Lê Văn Lương này bên trái thì anh chị sẽ quẹo ra Nguyễn Văn Linh. Bên phải thì chúng ta đi về khu quận 7, đường Nguyễn Thị Thập, và chúng ta có thể đi ra Trần Xuân Soạn luôn anh chị. Đó, nước nó ngập có chút xíu, ra Trần Xuân Soạn. Và trên con đường Lê Văn Lương này, cái đoạn quận 7 thì hôm bữa em đứng đợi mưa rồi thì nó ngập đó. Nó ngập và trôi đồ đạc luôn đó anh chị, ghê lắm. Con đường Lê Văn Lương này ghê lắm, nó như vậy mà thật ra nó ghê lắm. Ồ, phía trước đang mưa nữa. Thì hướng Lê Văn Lương này anh chị sẽ đi ra Trần Xuân Soạn nha. Cầu hàng ngay cái khu vực chợ nổi trái cây còn sót lại của Sài Gòn mình, mang trái cây dưới miền Tây lên bán đó. Thì con đường này ban đêm á, rất là nhộn nhịp anh chị. Khu sinh viên nó đối diện với lại trường Đại học Tôn Đức Thắng, nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ bên trái của em. Cho nên nếu mà anh chị chạy từ đây này, dọc theo Lê Văn Lương này tới Nguyễn Thị Thập thì nó buổi tối rất là nhộn nhịp luôn. Các bạn sinh viên họ đi ăn chơi rất là nhiều, đi uống nước, đi hẹn hò. Ban ngày thôi mà anh chị vẫn nhìn thấy rất là nhiều quán ăn. Con đường này thì nó khá là sơ sát, nước trôi váng rồi tùm lum. Lúc này mưa ở đây cũng lớn ghê anh chị. Khoai chiên, chuối chiên, anh chị có nhớ món chuối chiên không? Ở Sài Gòn mình thì ngày hôm nay giá trung bình thì nó khoảng 5.000 một cái. 5.000 một cái, có nơi bán 6.000. Đó, ngon lắm anh chị. Em cũng thích cái món đó. Có điều cái dầu người ta chiên đi chiên lại cũng khá là nhiều, ăn nhiều nó cũng không tốt cho sức khỏe. Rồi anh chị thấy nước nó ngập này, những cái cống nó không có thoát được nước luôn. Hỏi sao lại không ngập nước cả Sài Gòn, như những cái cống bây giờ nó thoát không được. Đấy. Ở đây thì chắc em đưa anh chị lên tới đường Nguyễn Thị Thập, rồi em sẽ tạm thời dừng các clip. Trên kia đang mưa lớn, em cũng chạy theo cái hướng đó lên Gò Vấp đó anh chị. Không biết là nếu mà mưa lớn thì lại đón mưa với anh chị một lần nữa. Bây giờ vô mùa mưa rồi, muốn đi quay những cái cảnh mà không có mưa thì thường đi buổi sáng là dễ nhất. Chứ nếu đi buổi chiều thì thường sẽ đục mưa. Chà, cái cơn mưa phía trước có vẻ lớn nha. Mây đen mù mịt luôn. Quán ăn rất nhiều đó anh chị thấy không? Ở cái vị trí con đường Lê Văn Lương này, cái đoạn này thì sẽ còn một cái nữa, đó là Triều Cường. Triều Cường thì cái khu vực này cũng nước lên ngập rất là nhiều anh chị. Ở đây có một cái cầu. Thì phía dưới cái cầu này Triều Cường nước dâng lên cao lắm, nhà xung quanh ngập hết. Triều Cường thì là nước đang lên nè. Thì Triều Cường thì có thể gọi là nước dâng lên đó anh chị. Nước tới mùa nó lên thôi, nước lên. Trời, xe này trời tôn thấy ghê quá. Nước lên thì nó ngập thôi. Ồ,
trong này có những cái khu cũng nhìn cũng nghèo quá ha. Hôm nào khám phá khu con đường Lê Văn Lương này coi, quận 7 nè anh chị. Ở giờ thì em hay quay Lê Văn Lương quận huyện Nhà Bè, nhưng mà ít hôm quay Lê Văn Lương quận 7 coi sao. Thấy cũng có nhiều khu cũng tàn tạ quá trời. Chà, chuẩn bị hứng cái cơn mưa này nữa anh chị. Quán ăn nhiều lắm anh chị nha, quán ăn nhiều lắm. Tối thì sẽ đông hơn nhiều, ban ngày mà giờ mới vừa mưa xong thì các bạn sinh viên, bà con mình cũng đang trốn mưa, chưa có ra khỏi nhà. Nếu đi thẳng qua ngã tư phía trước đây thì chúng ta đi tới đường Trần Xuân Soạn, cầu Hàng, đó, cái cầu Canh Tẻ đó. Còn nếu mà quẹo trái chúng ta ra huyện Phú Thọ, quẹo phải chúng ta đi về khu công nghiệp Tân Thuận, Nguyễn Văn Linh. Thì em xin phép được quẹo bên mé tay trái nha, trên con đường Nguyễn Thị Thập ra tới Lotte này, cái khu trung tâm thương mại lớn thứ hai của quận 7. Chuẩn bị có cơn mưa cũng không phải dặn vừa đâu. Ở đây phía trước thì anh chị nhìn thấy những cái tòa nhà rất là cao không? Đó, đã lắm. Nằm trên con đường Nguyễn Hữu Thọ đó anh chị. Những tòa nhà mơ ước. Lâu lâu cũng ước mơ cho đời nó đẹp vậy anh chị. Chứ còn mà cuộc sống hiện tại thì em thấy là nó cũng khá là bình yên, đầy đủ, không có thiếu thốn, không có vất vả quá, cũng không có cần phải có cái gì đó nó sang trọng hơn. Nhiều khi cuộc sống bình dân của mình như vậy nó lại thích hợp với mình anh chị. Những thứ mình đang có nó đều quý cả. Đi thẳng thì chúng ta qua khu nhà giàu Trung Sơn của Bình Chánh. Còn hướng này thì chúng ta đi cầu Canh Tẻ, chúng ta lên cầu Canh Tẻ, chúng ta qua quận 4. Bây giờ em chuẩn bị kết thúc các clip của mình và xin phép gặp lại cô bác anh chị ở các clip sau. Không biết là cơn mưa phía trước, nếu mà có mưa nữa thì cũng xin phép được mời anh chị đi tắm mưa với Sài Gòn hôm nay. Hướng này thì cũng có thể chạy lên con đường Nguyễn Hữu Cảnh ha. Nguyễn Hữu Cảnh mới vừa xây xong, mới vừa làm xong hôm bữa đó. Không biết là bây giờ những cơn mưa đầu mùa như này nó có còn ngập hay không. Em cũng canh để hôm nào chia sẻ cho anh chị một số cái hình ảnh ở con đường Nguyễn Hữu Cảnh. Phía trước đang có lẽ trung tâm đang mưa. Đó. Rồi. Em cũng xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an và một ngày tốt lành đến cô bác anh chị và các bạn. Những cái cơn mưa nó luôn luôn mang rất là nhiều cái kỷ niệm, nhiều cái cảm xúc. Và thông qua cái thước phim đoạn camera vừa rồi cũng hy vọng anh chị cảm nhận được một phần nào đó cái mát của Sài Gòn. Nhưng mà có những cái hình ảnh cây gậy đổ này thấy cũng ghê quá anh chị ha. Rồi, em xin phép được dừng các clip ở đây. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn hôm nay. Bye bye. Hướng này chúng ta đi lên cầu Canh Tẻ, đi qua quận 4. Tại những con đường quen thuộc, hầu như là